Năm 2022, huyện Chương Mỹ được giao kế hoạch thu 250 tỷ từ đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng thực tế thu chỉ đạt 72,6%. Đặc biệt, năm 2023, kế hoạch giao 240 tỷ, nhưng chỉ thu đạt trên 17%. Điều này dẫn đến thiếu hụt nguồn thu để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn và các xã thị trấn triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong đấu giá đất. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện và đặc biệt là các xã để chúng tôi cho rà soát các cái vị trí, các cái địa điểm phù hợp với quy hoạch chung của huyện và phù hợp với quy hoạch của xã. Trên cơ sở đó để báo cáo lãnh đạo quận huyện và trình Hội đồng Nhân dân để tiến hành thực hiện các quy trình đấu giá. Những vị trí được lựa chọn thì đều là những vị trí có tiềm năng trước mắt, đặc biệt là về lâu dài theo cái chiến lược quy hoạch chung của toàn huyện. Công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các khu đất đấu giá đang được huyện đặc biệt quan tâm. Gia đình hai ông Lương Văn Trúng và ông Lương Văn Lư ở xã Hợp Đồng đều có đất nông nghiệp nằm trong diện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Rộc Đình trong năm nay. Được tuyên truyền vận động, hiểu được chủ trương của nhà nước nên cả hai ông đều đồng thuận để kiểm đếm và cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Chúng tôi là người dân, luôn luôn thượng tôn pháp luật, thì cứ đúng chính sách mà làm, chuyển đổi cái đất này để đấu giá, để xây dựng mọi cái công trình dân sinh cho dân. Nhân dân chúng tôi rất ủng hộ. Hội đồng nhân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để nâng cái giá đất cho người nông dân cho chúng tôi đỡ bị thiệt thòi. Còn tất cả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước là nhân dân thôn Hoàng Hạ chúng tôi nói chung và Xóm Đình chúng tôi nói riêng là nhiệt liệt ủng hộ. Dự án đấu giá đất tại đây có diện tích hơn 7.000 m², 104 hộ dân có đất thu hồi. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đang thực hiện quy hoạch tổng mặt bằng, đồng thời phối hợp với xã Hợp Đồng tổ chức tuyên truyền, kiểm đếm diện tích đất, dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng trong năm nay. Chúng tôi đã thực hiện theo các cái quy định của pháp luật, tổ chức tuyên truyền từ chi bộ rồi đến các tổ chức chính trị là đều phải vào cuộc rà soát các cái thành viên hội viên của mình để làm sao cho các tổ chức chính trị, tất cả mọi người dân đều tập trung để vào cuộc với cái tinh thần tập trung và đoàn kết cao nhất để giải phóng cái khu vực đấu giá làm sao sớm nhất. Từ đầu năm đến nay, huyện Chương Mỹ mới tổ chức được 2 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, thu về 32,3 tỷ đồng, đạt hơn 13% chỉ tiêu được giao. Trong tháng 4 này, huyện sẽ phát hành hồ sơ để đầu tháng 5 đấu giá 29 thửa đất tại khu mái sau, diện tích gần 4.900 m², nằm ngay mặt đường liên xã Hữu Văn – Hoàng Văn Thụ và các khu miễu 2, 3, 4 xã Thượng Vực. Ở huyện Chương Mỹ thì ngay từ công tác dồn điền đổi thửa, huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động dành các quỹ đất có nhiều tiềm năng phù hợp với quy hoạch như là gần đường giao thông hay là các công trình hạ tầng xã hội khác để bổ sung vào quỹ đất phục vụ cho công tác đấu giá, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy thì chúng tôi đã quy hoạch những địa điểm diện tích là thuận tiện. Hiện nay thì có 3 khu miễu 2, miễu 3, miễu 4 của thôn Trung Vực trong và thôn Trung Vực ngoài. Tức là trước đây là đất nông nghiệp nhưng bây giờ là đất do Ủy ban dân huyện quản lý. Thế mà ở đây thì đấu giá các khu này thì phải nói là rất là đẹp. Đây đều là những vị trí đất đấu giá được huyện xác định giá khởi điểm từ năm 2023 trở về trước. Bước sang năm 2024, có một vấn đề nảy sinh nếu không sớm được tháo gỡ sẽ làm chậm tiến độ đấu giá các khu đất mới. Đó là vào tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014, quy định về giá đất, và Nghị định 10/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai. Theo đó, các căn cứ trước đây về xác định giá khởi điểm đất đấu giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, ủy quyền cho các quận huyện đều không còn hiệu lực. Do đó, không chỉ Chương Mỹ mà các quận huyện khác đều đang chờ hướng dẫn mới của thành phố để xác định giá khởi điểm. Quan trọng hơn cả là cái hướng dẫn để thực hiện cái nghị định số 12. Thành phố có hướng dẫn càng sớm thì chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo ủy ban huyện cũng như hội đồng để triển khai thực hiện nó đảm bảo nhanh hơn và cụ thể hơn và nó đúng theo cái quy trình của pháp luật. Hướng dẫn của thành phố chính là cơ sở để các quận huyện, thị xã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa các dự án mới triển khai trong năm 2024 vào đấu giá. Năm nay, huyện Chương Mỹ có kế hoạch thực hiện khoảng 7 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến thu ngân sách 247,8 tỷ đồng.